Những điều đáng mong chờ tại vòng chung kết Euro 2024. Lịch sử gọi tên Ronaldo. Kính chào quý vị đã quay trở lại với những tin tức thể thao mới nhất trên kênh YouTube. Sự phấn khích ngày càng tăng khi UEFA Euro 2024 đang đến gần hơn hết, với trận đấu khai mạc sẽ diễn ra giữa chủ nhà Đức và Scotland tại Munich vào ngày 15 tháng 6. Dưới đây là top những điều đáng mong chờ nhất tại vòng chung kết Euro 2024 sắp tới. Chúng ta sẽ thấy nhà vô địch Euro mới. Vô địch Euro còn khó hơn cả World Cup. 9 kỳ Euro gần nhất chứng kiến tới 8 nhà vô địch khác nhau, với Tây Ban Nha là đội duy nhất đăng quang 2 lần. Điều đó cho thấy sự khó lường và tính cạnh tranh cực lớn ở cuộc đua đến với ngôi vương ở châu Âu. Tổng cộng có 11 quốc gia khác nhau đã chạm tay vào cúp Thierry Delune nổi tiếng. Trong đó Đức và Tây Ban Nha là hai đội thành công nhất khi mỗi nước 3 lần vô địch Euro. Lần gần nhất Euro chứng kiến nhà vô địch mới là Bồ Đào Nha sau trận chung kết thắng chủ nhà Pháp vào năm 2016. Bây giờ có rất nhiều đội tuyển mơ về danh hiệu đầu tiên ở đấu trường lớn nhất châu Âu. Tuyển Anh đã tiến gần đến chức vô địch đầu tiên tại Euro 2020, nhưng bị Ý đánh bại trong trận chung kết ngay trên sân nhà Wembley. Anh được xem là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Euro 2024. Những đội tuyển như Bỉ, Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ cũng được coi là chú ngựa ô của giải. Chờ đợi những bất ngờ ở sân chơi Euro, giải đấu không có quá nhiều sự chênh lệch, mới xuất hiện những nhà vô địch không ai ngờ tới như Đan Mạch năm 1992 hay Hy Lạp 2024. Và có 11 đội tuyển khác tham dự Euro 2024 mà chưa từng vô địch trước đây. Đây có thể là một năm lịch sử đối với một trong số họ. Những siêu kỷ lục chờ Ronaldo phá tại Euro 2024. Không chỉ đứng trước cơ hội vô địch Euro lần thứ 2 trong sự nghiệp, tiền đạo 39 tuổi còn có thể gia tăng hoặc lập nhiều kỷ lục tại giải vô địch các quốc gia châu Âu nếu ghi bàn ở giải đấu tại Đức hè năm nay. Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử nổ súng ở 6 kỳ Euro khác nhau. Ngoài ra, nếu lập công, CR7 còn trở thành cầu thủ 39 tuổi đầu tiên ghi bàn tại Euro, đồng thời là cầu thủ đầu tiên ghi 15 bàn ở các kỳ Euro. Bên cạnh 3 kỷ lục trên, Ronaldo còn có thể trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu chiếc giày vàng 2 kỳ Euro liên tiếp nếu đoạt giải thưởng này năm nay. Trước Euro 2024, ngôi sao của Al Nassr từng đoạt giải vua phá lưới Euro 2020 ghi 5 bàn. Ở mùa 2023-2024, Ronaldo thể hiện phong độ đỉnh cao tại Al Nassr khi 50 bàn sau 50 trận. Tính cả giải giao hữu Arab Club Champions Cup trước mùa. Vì thế, Ronaldo có thể thi đấu thăng hoa và phá kỷ lục ở kỳ Euro cuối cùng trong sự nghiệp lừng lẫy của mình. Ngôi sao mới nào xuất hiện? Cuộc vòng chung kết Euro mang đến cơ hội hoàn hảo cho một cầu thủ ra mắt tạo dựng được tên tuổi cho mình tại Euro 2020. Tiền vệ Pedri của Tây Ban Nha và Barcelona được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, trong khi Renato Sanchez của Bồ Đào Nha nhận danh hiệu giải thưởng này vào năm 2016. Có rất nhiều tài năng tuổi teen thú vị sẽ tham dự Euro 2024 tại Đức, từ tiền vệ người Pháp Warren Emery đến tiền đạo Lemanier Emo của Tây Ban Nha, tiền vệ tấn công Araguer của Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều cầu thủ khác. Vậy ai trong số họ sẽ nắm bắt cơ hội để tỏa sáng trên một trong những sân khấu lớn nhất? Chúng ta sẽ sớm tìm ra. Lemanier Emo của Tây Ban Nha có thể phá kỷ lục người trẻ tuổi nhất tham dự Euro khi chưa đầy 17 tuổi. Anh cũng có thể là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở đấu trường này bởi đang chơi ở vị trí tiền đạo cánh. Đức có thể tận dụng tối đa lợi thế sân nhà. Trong 16 kỳ Euro trước đây, đội chủ nhà đã vô địch 3 lần. Đó chính là Tây Ban Nha năm 1964, Ý năm 1968, Pháp năm 1984. Trong khi đó, trong 3 lần khác, đội chủ nhà lại để thua trong trận chung kết. Đó là Bồ Đào Nha năm 2024, Pháp năm 2016 và mới nhất là đội tuyển Anh tại Euro 2020. Đức lần đầu tiên đăng cai một vòng chung kết Euro là vào năm 1988. Euro 2024 sẽ diễn ra ở 10 thành phố trên khắp đất nước Đức. Chủ nhà Đức sẽ quyết tâm thể hiện màn trình diễn hay, nhưng cũng hy vọng sự cổ vũ nồng nhiệt của đội chủ nhà có thể truyền cảm hứng cho đội bóng của huấn luyện viên Julian Nagelsmann đến vinh quang. Cựu ngôi sao Euro nào sẽ tỏa sáng trên cương vị huấn luyện viên? Có một thế hệ huấn luyện viên mới tại Euro 2024
từng là ngôi sao danh tiếng với tư cách là cầu thủ tham dự Euro. Willy Sagnol, người từng khoác áo Pháp tại Euro 2004 và 2008, sẽ xuất hiện ở giải đấu lần thứ 3. Nhưng lần này, ông sẽ xuất hiện ở ngoài đường biên với tư cách là huấn luyện viên tuyển Georgia. Trong khi đó, Vincenzo Montella, người từng tham dự Euro 2000 cùng tuyển Ý, sẽ dẫn dắt Thổ Nhĩ Kỳ, và Murat Yakin đang là huấn luyện viên tuyển Thụy Sĩ sau khi ông từng tham dự Euro 2004 cùng tuyển Thụy Sĩ với tư cách là cầu thủ. Chắc chắn người hâm mộ rất mong chờ để xem cựu cầu thủ nào có thể đưa đội bóng của họ tiến xa nhất tại mùa hè sôi động ở nước Đức. Những ngựa ô sẽ gây bất ngờ tại Euro 2024. Lịch sử Euro luôn chứng kiến bất ngờ từ những đội bóng không nhận được nhiều kỳ vọng. Euro 2024 dự đoán sẽ có những chú ngựa ô tạo nên tiếng vang như là Thụy Sĩ, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, Áo hay là Slovakia. Với những gì đã thể hiện ở vòng loại, đội tuyển Scotland được mong đợi sẽ tạo nên điều bất ngờ tại vòng chung kết Euro 2024. Đặc biệt, họ rất khát khao có lần đầu vượt qua vòng bảng. Đội bóng này sẽ lần lượt chạm trán với Đức, Thụy Sĩ, Hungary tại bảng A. Điểm mạnh của Scotland so với 3 đối thủ là lối chơi thuần chất Anh, giãn biên, tạt cánh đánh đầu. Họ có giải tuyển thủ thi đấu tại giải ngoại hạng Anh, tấn công biên và tận dụng khả năng chơi bóng bổng tốt có lẽ là phương án hữu hiệu giúp cho đội tuyển Scotland tìm kiếm chiến thắng. Trong số 24 đội tuyển góp mặt tại vòng chung kết Euro 2024, có lẽ Albania là cái tên bất ngờ nhất. Đội tuyển của đất nước nhỏ bé này đang xếp hạng 66 thế giới, vị trí thấp nhất trong các đội dự giải. Mặc dù vậy, các cầu thủ Albania đã đạt thành tích xuất sắc đến bất ngờ ở chiến dịch vòng loại. Họ đứng đầu bảng E, nơi có hai đội được đánh giá mạnh hơn nhiều, đó chính là Cộng hòa Séc và Ba Lan. Mặc dù vậy thì khó khăn đang chờ đợi huấn luyện viên Sivinho và các học trò tại Đức khi rơi vào bảng B tử thần với Tây Ban Nha, Italia và Croatia. Cũng giống như Albania, Romania chơi rất hay ở vòng loại. Họ thậm chí có thành tích bất bại với 6 trận thắng, 4 trận hòa và dẫn đầu bảng Y. Đội tuyển Romania hiện tại không sở hữu những cá nhân nổi như trong quá khứ. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết cao, Romania hoàn toàn có thể cạnh tranh một trong hai vị trí dẫn đầu bảng E với Bỉ, Ukraine và Slovakia. Ngoại trừ Bỉ được đánh giá nhỉnh hơn, Ukraine và Slovakia là hai đối thủ Romania hoàn toàn có thể đặt mục tiêu chiến thắng. Việc đội tuyển Georgia được tham dự vòng chung kết Euro 2024 cũng là một điều bất ngờ thú vị. Đội bóng nhỏ thuộc Liên bang Xô Viết trước đây chỉ xếp thứ tư ở bảng A tại vòng loại, có nghĩa là họ bị loại theo đường cửa chính. Tuy nhiên thì Georgia đã tận dụng rất tốt cơ hội còn lại qua đường cửa ngách để đến với vòng chung kết Euro 2024 năm nay. Messi và Ronaldo cùng đá trận chung kết vào ngày 14 tháng 7. Chờ đợi một mùa hè rực lửa nhất trong nhiều năm qua, khi bên cạnh Euro khởi tranh từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7, thì Copa America cũng bắt đầu muộn hơn một tuần. Song trận chung kết lại diễn ra trong cùng một ngày. Đây là lần thứ hai liên tiếp hai giải đấu lớn của khu vực Nam Mỹ và châu Âu thi đấu cùng thời điểm trong cùng một năm. Trước đó, vòng chung kết Euro 2020 thi đấu năm 2021 sau một năm bị hoãn vì Covid-19 diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến 11 tháng 7. Tương tự thì Copa America 2021 diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7. Đội tuyển Argentina vô địch Copa America năm 2021. Từ thành công này, Messi và các đồng đội sau đó vô địch siêu cúp liên lục địa. Thắng nhà vô địch Euro 2020 Italia 3-0, cũng như vô địch World Cup 2022. Messi nhiều khả năng tiếp tục giữ Copa America 2024. Liệu có khả năng nào cả Messi và Ronaldo cùng đá trận chung kết vào ngày 14 tháng 7? Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.